Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cái chỗ nó đang bị chật một chút, em đang làm cái mẫu tép giấy thì em sẽ giới thiệu cho anh em là cái combo của hai năm JBL full đơn và một cặp bát 2 năm toàn giả. Đấy, thì hôm nay thì ngày hôm nay thì Tùng Nguyễn sẽ làm cho anh em để anh em xem cái combo full đơn này tiếng của nó sẽ như thế nào và chất lượng như thế nào. Thì đầu tiên thì Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu cho anh em là bát 2 năm toàn giả. Cái dòng này thì em rất hay gửi cho các bác khách làm đám hiếu hoặc là làm thầy cúng, rồi là các bác hát chèo văn làm lời, hoặc là các bác hát cả cái dàn karaoke nó bị tối tiếng thì các bác có thể đóng thêm một cặp loa như này, chạy trực tiếp từ đẩy ra đấy, chạy trực tiếp từ đẩy ra, không qua phân tần, không qua loa chung, không cần loa check, chỉ cần một cái bát này thôi và đánh trực tiếp từ đẩy ra thì nó sẽ ra cả ba giải đều nhau anh em nhé. Và nó sẽ có cái nón của nó sẽ có cái phễu như này và gân của nó là gân vải củ từ 126 và côn 51 nhé. Đấy, loại này thì nó là phục phân khúc là giá rẻ thôi, nó cũng không phải hàng cắp lách, cũng chẳng phải hàng sách tay, nó là hàng giá rẻ. Anh em cứ có nhu cầu thay thế thùng loa, ví dụ như các cái dòng loa nằm nó bị tối tiếng quá mà mình nhà có 2-3 đôi rồi mà tối tiếng quá, mình có thể bổ trợ từ thay cái bát này vào loa nằm là được. Còn các bác bình thường các bác cứ đánh trực tiếp từ cầu thẳng từ âm đi hoặc đẩy vào đây. Đấy, đây là toàn là giải 25. Đấy, anh em có nhu cầu đến cặp toàn giải 25 này thì các bác có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em. Nhận hàng kiểm tra đúng mẫu phải nhận hàng với giá là 800 nghìn một đôi. Đấy, 800 nghìn một đôi bao ship rồi nhá. Và tiếp tục anh em có thể xem cái mẫu 25 JBL thì đây là một combo full đơn. Thì em ghép cho khách là hẳn test là test 450. Bát 25 từ 107 và côn 65 và gân vải tẩm dầu 2 gân từ 170 và côn 65. Đấy, con này thì sẽ cho ta tiếng bát lực ca sáng. Anh em có thể là lấy dòng khác mềm hơn nhưng còn là có thể là lấy dòng Martin. Còn đây là dòng JBL này, dòng này bát của nó khá tốt và bát gân vải nhưng bát khá tốt, căng, sáng tiếng. Đấy. Và tiếp tục là cặp tép của nó là JBL từ 120 côn 4. Tép 450 JBL. Con này lắp nhựa này, cùng dòng này em có cả lắp nhôm này, hai con giống nhau, một con lắp nhựa, một con lắp nhôm. Đấy, hàng bán như nào thì em báo như thế, lắp nhựa bảo lắp nhựa, lắp nhôm thì bảo lắp nhôm, để cho anh em cùng biết. Anh em thích chơi lắp nhôm thì lấy lắp nhôm, anh em thích chơi lắp nhựa thì lấy lắp nhựa, và giá thành của lắp nhựa và lắp nhôm thì tất nhiên nó phải khác nhau một chút thôi. Đấy, anh em thích lấy mẫu nào thì lấy. Con này củ kèn 450 từ 120 đầu xoáy và đây là bôi phân tần BL1 nhá, đánh ra một bát và một chét có bóng cầu chì để chống cháy. Phân tần này sẽ có một con trở là bằng nhôm. Đánh bát 25 và tép này thì chỉ cần đánh bộ phân tần này, tuyệt vời ông mặt trời anh em nhé. Và hôm nay Tùng Nguyên Audio giới thiệu cho anh em một combo full 25 JBL, bát tép của JBL, hàng của China. Anh em có nhu cầu đến cái bộ này có giá là 2,5 triệu bộ này, được bao ship và nhận hàng kiểm tra thanh toán. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio giới thiệu cho anh em là combo 25 JBL. Còn tép giấy ở đây thì đây là tép giấy thì có rất là nhiều loại đúng không ạ? Tép giấy rất nhiều loại luôn. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp cho em. Anh em có nhu cầu ví dụ như cháy tép, hỏng bát, hỏng phân tần hãy liên hệ trực tiếp cửa hàng Tùng Nguyễn Audio nha.